Xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Hôm nay Lợn TV lại quay cho quý vị và các bạn một cái mẫu nhà sàn bê tông của bà con người dân tộc Dao trên này nhé. Đây là một cái mẫu nhà sàn bê tông đan sơn giả gỗ hết rồi. Thì, đây là toàn cảnh mặt sau của ngôi nhà này. Quý vị các bạn cùng Lợn TV vào tham khảo qua cái mẫu này nhé. Cái mẫu này thì đằng sau đây chủ nhà đã xây gạch và lăn sơn giả gỗ hết này. Đây mọi người ạ. Quý vị các bạn cùng Lợn TV tham khảo qua cái mẫu này. Cái mẫu này thì chủ nhà này lại lập tôn đỏ nhá. Tôn lạnh. Thì ở đây trên này là vùng cao cũng khá là mát mẻ nên là lập tôn này cũng không nóng như ở dưới vùng dưới thấp mọi người ạ. Lợn TV đi khá là nhiều mẫu nhà sàn rồi. Nên cũng khá là mát mẻ luôn. Đây là khu vực bên dưới của ngôi nhà sàn bê tông mọi người ạ. Mặt sàn thì chủ nhà có lăn sơn giả mây trên trần đây này, trần sàn này. Và bên dưới này thì chủ nhà có thiết kế thêm một cái phòng ngủ bên dưới nhé, và một cái kho để đồ. Còn chỗ Lợn TV đang ngồi đây là chỗ để ngồi uống nước này. Thì bên dưới cũng lăn sơn cột giả gỗ hết, xây và lăn sơn cột giả gỗ nhé. Mọi người cùng Lợn TV lên trên nhé để xem qua cái khung mẫu nhà sàn bên trong của ngôi nhà sàn này như thế nào nhé. Đây là bắt đầu đi lên trên đây thì chủ nhà làm lan can bằng inox rồi, và bên kia ngoài có một đàn lợn đẹp thế. Lợn trên này thì mọi người hay thả rông nên là cũng không to như ở dưới vùng dưới mình. Kia là những cánh thửa ruộng bậc thang của bà con ở đây nhé. Quý vị và các bạn cùng Lợn TV vào bên trong xem qua cái mẫu này như thế nào này. Đây là toàn cảnh mẫu bên trong đây mọi người. Thì tường thì Lợn TV đã nói rồi là lăn sơn giả gỗ hết, và những cái mẫu này chủ nhà cũng để thoáng khá là đẹp luôn này. Trồng cũng trồng lợn này ạ. Đẹp nhờ. Có lợn này quay lắm đấy, nên mới chở qua dưới đường ấy. Cái lợn này lợn đỏ đấy, cái này ăn dằm à? Kiểu này con này ngày mai mổ, chắc chắn là tối nay hoặc ngày mai mổ.